Chào các bạn, trước mặt các bạn chính là bộ JC Pro 1000S. Cái bộ này nó sẽ là cái bộ tổng của hãng JC dùng để điều khiển hết tất cả những thiết bị của JC sau này luôn. Nút này là nút nguồn, vọt mặt ngoài nó không lên nguồn. Không lẽ mới mua về nó bị hư rồi các bạn. Để mình thử nhấn cái nút reset nó xem. Cái nút đen đen nó lòi ra chứ là nút reset đó. Sau này các bạn xài mà nó bị bất cứ một cái gì như bị treo hoặc là bị cái gì mà điều khiển không được cảm ứng được, các bạn nhấn vào reset nó một cái. Lật ra mặt sau thì các bạn thấy một cái lỗ hổng đó, nó chính là cái chỗ để chúng ta gắn pin á. Rồi, còn bên này chính là cái cổng sạc USB Type-C sạc cục pin cho nó. Còn cái này là chính là cái chỗ đó các bạn gắn cái thẻ nhớ đó, thẻ nhớ SD vào để chúng ta lưu những cái file ROM và những file ổ cứng chúng ta đọc ra được. Thì cái máy này nó sẽ sử dụng cục pin iPhone 6 các bạn ha. Thật ra nó cũng giống như một cái máy tính xách tay, hoặc là nó cũng có thể các bạn gọi nó là một cái smartphone cũng được. Tại vì cái chip xử lý của nó chính là chip MediaTek Helio P10, hay mình nhớ nhà sản xuất họ giới thiệu là vậy. Rồi các bạn gắn cục pin iPhone 6 vào cho nó nha. Khi các bạn mua về có thể nó sẽ chưa có pin đâu, tại vì do vận chuyển á, nếu mà vận chuyển đường bay á, thì họ không có gắn pin vào cho chúng ta. Sau khi gắn pin vào thì các bạn đậy cái nắp này lại và các bạn siết 4 ốc vào là xong. Pin iPhone 6 mà nên sau này nó các bạn xài lâu nó hư hoặc nó gì đó các bạn cũng dễ dàng tháo ra thay thế cục pin khác. Rồi, tạm thời thì ở đây mình làm clip nên mình không có siết ốc lại ha, mình giữ lại thôi. Rồi thì cái bộ này nó chính là mình sẽ gọi nó là bộ tổng các bạn, tại vì những cái thiết bị JC sau này á, các bạn sử dụng đều thông qua cái bộ này hết, hoặc là các bạn có thể cắm vô máy tính, nhưng mà nếu mà có cái bộ này á, các bạn làm sẽ rất là tiện. Các bạn bật nguồn nó lên thì các bạn thấy cái giao diện của nó gồm rất là nhiều giao diện không? Nó check pin nè, check các ổ cứng nè, check flash nè, check được các bạc zin hay không zin luôn. Rồi, vuốt qua vuốt lại. Các bạn thấy nó rất là nhiều tính năng đúng không? Thì các bạn lo lắng là không biết mình gắn cái cục nào vào và mình xài cái bật cái gì lên cho nó đúng đúng không? Các bạn đừng lo, nó tự động hết á. Rồi các bạn có thể vào setting, nếu như tiếng Trung Quốc thì các bạn sẽ chỉnh qua thành tiếng Anh. Nhấn vào bên này là cái thời gian chờ của cái máy này nè. Có thể là nếu mà các bạn không xài thì bao nhiêu giây nó tắt á, các bạn chọn lâu lâu lên. Rồi, còn bên kia thì about thì các bạn liên hệ với nhà sản xuất hoặc là các bạn xem cái version của cái máy này. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy những cái đế để mình gắn vào để các bạn xem ha. Cái đế này là nó sẽ sử dụng cho cái ổ cứng chuẩn năng các bạn, từ iPhone 4S cho đến iPhone 6 cộng. Các bạn thấy không? Vừa gắn một cái là tự động nó hiện lên cái tool dành riêng cho cái chuẩn ổ cứng này liền, nên các bạn không có cần phải lo sợ là các bạn không biết gắn vào, không biết chọn cái nào, đúng không? Rồi, còn đây chính là cái đế mà đọc ROM. ROM thì nó hỗ trợ được cho từ 4S cho đến X luôn các bạn, XS Max cũng được. Thì nó sẽ tách ra thành những cái đế nhỏ thôi, các bạn mua rời rời đó các bạn gắn vào. Đúng không? Chờ một xíu nó sẽ tự động nó nhảy qua. Đó, cái giao diện để mic chip. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tổng quan về cái đế tổng này thôi. Còn sử dụng từng cái đế như thế nào thì trong những cái video clip mà hướng dẫn riêng những cái đế đó thì mình sẽ chia sẻ các bạn sau ha. Rồi, khi mà các bạn gắn lần đầu thì nó sẽ hơi cứng một chút đúng không bạn? Thì cái gì mới nó chặn khít. Các bạn gắn một thời gian là nó sẽ nhẹ hơn một xíu thôi, nó lỏng ra đó. Đây chính là cái đế để dành cho các bạn đọc làm hay lao cái iPad á. Cái đế này hỗ trợ từ iPad 4, iPad E1 đến iPad E2 phải không? Nó tự nó nhảy ra. Rồi còn cái đế này là nó hỗ trợ cho cái chuẩn ổ cứng của PCI Express, mà cái form ổ cứng của iPhone 6S cho đến iPhone 7 Plus. Các bạn thấy thì những cái sản phẩm sau này ra của JC nó sẽ đều tương thích với cái bộ RO 1000S này hết. Rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng. Nếu các bạn muốn mua cái sản phẩm này các bạn có thể lên trang web easyfix.vn và các bạn vào cái mục shop ha. Rồi như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.